Dược Thanh Bình sẽ giới thiệu đến các bạn thảo dược trái chàm. Nói đến trái chàm, nhiều người nghĩ là quả của cây chàm, nhưng thực chất không phải. Dây chàm này có tên còn gọi là dây bàn, là dạng dây leo thân to. Vai trái chàm có những công dụng gì? Thì mời bạn theo dõi video sau đây và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để nghe thêm về những vị thuốc mới nhé. Dây chàm hay được gọi là cây bàm bàm nam, thuộc nhóm họ đậu. Hạt chàm hình tròn dẹp to, hạt có kích cỡ từ 4-5 cm, dày 1-2 cm, vỏ màu nâu đen, cứng, không đồng đều. Công dụng của trái chàm mang lại: chữa đau bụng kinh, kinh nguyệt không đều, đau thắt lưng, đau bụng dưới, chữa tức ngực sơ sinh, chữa sài dập, nóng sốt ở trẻ em. Cách sử dụng trái chàm, bài thuốc về trái chàm như sau: chữa đau bụng kinh, kinh nguyệt không đều, lấy nửa ký ngải cứu và 300g hạt chàm rang vàng tán nhỏ, 1 ký ké đầu ngựa, 100g vỏ quýt, 5 lát rừng, 1 ký dây cứt quả lá nhỏ, quao nước 1 ký, cỏ mật 1 ký. Trừ bột trái chàm ra, còn lại các vị kia đổ nước nấu sôi, châm thêm nước 3 lần, nấu thành cao. Cho thêm bột hạt chàm vào khuấy đều, mỗi ngày dùng 2 lần, mỗi lần sử dụng từ 1-3 muỗng cà phê, uống khi bụng còn đói. Chữa chứng tức ngực sau sinh: rễ là dưa 100g đem sao vàng với rượu, đốt cháy đen ruột trái chàm 100g, trộn 2 vị, tán nhỏ thành bột đều, mỗi lần sử dụng từ 1-2 muỗng cà phê, ngày 2 lần, uống với nước nóng. Chữa sài dập, nóng sốt ở trẻ em: lấy 50g lá bàm bàm tươi, kết hợp với lá răng châu, lá chanh nhỏ nhỏ, chà sát lên người trẻ như đánh gió. Chữa bệnh dẻ: có thể dùng vỏ cây để trị bệnh, giã nát vỏ cây đem ngâm với nước, lấy nước ngâm để tắm, còn bã thì dùng chà sát lên chỗ nghẽ lở, sử dụng liên tục từ 3-5 ngày sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Để hiểu thêm về trái chàm cũng như các vị thuốc khác, bạn có thể vào website của Thảo Dược Thanh Bình. Trên màn hình là sản phẩm trái chàm. Nếu bạn quan tâm sản phẩm có thể gọi ngay hotline trên màn hình để được tư vấn miễn phí hoặc đặt mua sản phẩm. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy hay, bổ ích, hãy like, share và đăng ký kênh của chúng tôi để xem thêm nhiều video khác bổ ích hơn nhé.